Mình chào quý anh chị khách hàng và các nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Nhà Đất Quận 12. Hôm nay em Phúc đang có mặt ở đường nhánh đường Hà Huy Giáp để giới thiệu tới quý anh chị một siêu phẩm rất là đẹp nha, đang trong quá trình hoàn thiện. Nhà của chúng ta thì nằm sát trục đường chính Hà Huy Giáp, cách đường Hà Huy Giáp chỉ một căn nhà. Bên hông căn nhà của chúng ta là một con hẻm nhựa có chiều ngang là 6m. Và từ vị trí căn nhà này, chúng ta bước vài bước chân là đã ra tới đường Hà Huy Giáp. Vị trí căn nhà này thì nằm sát ngã tư ga và qua bên Gò Vấp khoảng hơn 400m. Và về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta mất khoảng hơn 6km. Một vị trí rất là đẹp. Đây là trục đường chính Hà Huy Giáp. Hướng này là về hướng Nguyễn Oanh, Gò Vấp. Và hướng ngược lại, chúng ta sẽ về Bình Dương, thành phố Thủ Đức. Từ Hà Huy Giáp chúng ta vào khoảng hơn mười mấy mét là chúng ta tới vị trí căn nhà. Cũng xin bật mí cho quý anh chị là toàn bộ căn nhà phía trước chúng ta nằm trong lộ giới. Nếu sau này mở đường thì căn nhà của chúng ta sẽ lòi toàn bộ ra mặt tiền hết. Một căn nhà rất là đẹp nha quý anh chị. Phía trước căn nhà chúng ta có một khoảng sân chiều sâu vô là 8 mét và chiều ngang qua là khoảng 7 mét. Chúng ta có thể đậu được 4 chiếc ô tô con nha. Một cái khoảng sân rất là đẹp cho một căn gọi là biệt thự rất là đẹp nha quý anh chị. Căn nhà của chúng ta có một trệt 4 lầu, 6 phòng ngủ, 7 toilet và một sân thượng phía trên. Và bây giờ Phúc sẽ tiến vào bên trong để giới thiệu cho quý anh chị căn nhà này. Phía trước chúng ta có một lớp cửa nhôm Sinfa với kính cường lực 10 ly. Cửa chúng ta có 4 cánh. Nhà thì được thiết kế không gian mở, thuận tiện để quý anh chị mở văn phòng, công ty, spa. Đây là phòng khách của căn nhà. Và kế bên là cầu thang. Phía bên trong chúng ta có một nhà vệ sinh và một phòng bếp. Được gia chủ dán gạch phun tường. Trần nhà thì được làm bằng thạch cao và ép chiếu sáng. Cầu thang thì được gia chủ lót đá hoa cương. Và tay vịn được làm bằng sắt CNC, sắt mỹ nghệ, uốn hoa văn rất là đẹp và chắc chắn. Bây giờ chúng ta sẽ thông lên tầng 1. Tầng 1 thì có 2 phòng ngủ và một toilet. Đây là lầu 1 của căn nhà, có một toilet ở phía ngoài và 2 phòng ngủ phía hai bên. Toilet cũng với đầy đủ các công năng lavabo, vòi tắm hoa sen, bồn cầu. Và đây là phòng ngủ thứ nhất của lầu 1. Cũng được gia chủ dán gạch lên 1m2, rất là sạch sẽ. Căn nhà của chúng ta có tông màu trắng sáng, rất là sang trọng. Phúc xin nhắc lại, căn nhà của chúng ta tất cả các phòng ngủ đều có ban công phía trước hết nha. Mỗi phòng đều có ban công riêng hết. Tất cả các phòng ngủ đều có nhà vệ sinh riêng và một ban công riêng. Và điểm nổi bật của căn nhà phố này là chúng ta có một khoảng sân chiều ngang là 8m và chiều sâu vô 7m. Chúng ta có thể đậu được 4 xe ô tô con hoặc là 2 cái xe 7 chỗ, 3 xe 7 chỗ là vô tư hết nha quý anh chị. Đây là phòng ngủ số 2 ở lầu 1. Cũng được thiết kế với không gian mở, rất là nhiều cửa sổ. Khi mà chúng ta mở cửa sổ ra lấy gió lấy sáng thì rất là tuyệt vời. Phía trước chúng ta lại có một lớp cửa 4 cánh nữa. Đây là nhà vệ sinh riêng của phòng ngủ số 2. Cũng đầy đủ các công năng lavabo, vòi tắm hoa sen và bồn cầu. Và cũng được gia chủ dán gạch lên khoảng 3m, rất là sạch sẽ. Phía trước phòng ngủ này chúng ta có một ban công rất là rộng, chiều ngang là chiều ga là 1m2 và chiều ngang là khoảng 4m nha quý anh chị, rất là rộng. Chiều mà ra đứng đây hóng gió thì rất là tuyệt vời. Phía bên hông là một con hẻm nhựa có chiều ngang là khoảng hơn 5m. Phúc xin báo giá căn nhà của chúng ta là 7 tỷ 500 triệu. Giá này chúng ta có thể thương lượng trực tiếp với chủ và chủ hứa sẽ bớt lọc lá cho chúng ta. Căn nhà của chúng ta có chiều ngang là 8m rưỡi và chiều sâu vô là 7m rưỡi. Phía trước chúng ta có một khoảng sân chiều sâu vô 8m và chiều dài là 7m, rất là rộng nha quý anh chị. Căn nhà thì đang trong giai đoạn hoàn thiện khoảng 98%. Chủ hứa trong vòng khoảng 10 ngày nữa là sẽ hoàn thiện căn nhà mới 100% để giao cho quý anh chị. Nếu quý anh chị quan tâm tới căn nhà thì có thể liên hệ với Phúc theo số điện thoại góc màn hình để tới xem trực tiếp căn nhà. Và chúng ta sẽ gặp trực tiếp với chủ để chúng ta làm việc về giá cả. Đây là phòng ngủ số 3 ở lầu 2. Cũng có một ban công phía trước để lấy gió lấy sáng, rất là tuyệt vời.
Bên đây là phòng ngủ số 4 ở lầu 2, cũng rất là nhiều cửa sổ và được dán gạch. Từ vị trí căn nhà chúng ta hơn 400m là chúng ta sẽ về tới Gò Vấp, và hơn 6km là chúng ta sẽ về tới trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Một vị trí rất là đẹp. Căn nhà của chúng ta thì nằm phía sau một căn nhà thôi, nhưng mà căn nhà phía trước đó là toàn bộ nằm trong lộ giới. Tương lai căn nhà của chúng ta sẽ ra mặt tiền, rất là đẹp nha quý anh chị. Lúc đó giá trị của căn nhà sẽ tăng lên rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ tham quan lầu 3. Lầu 3 cũng như lầu 2 và lầu 1, nhà vệ sinh ở giữa và hai phòng ngủ phía hai bên. Và mỗi phòng đều có ban công riêng. Phúc xin nhắc lại báo giá lại là căn nhà của chúng ta được gia chủ rao bán với giá là 7 tỷ 500 triệu. Một mức giá này thì chỉ bằng một căn nhà phố ở bên Gò Vấp. Nhưng chúng ta ở đây có một khoảng sân phía trước rất là rộng để dùng làm tiệc, đám tiệc hoặc là đậu xe hơi, được 2-3 xe hơi. Đây là điểm khác biệt giữa căn nhà này và những căn nhà khác. Thường thì những nhà ống ở Gò Vấp là cho xe hơi vào nhà đậu, chỉ được một chiếc xe hoặc hai chiếc xe. Nhưng chúng ta có một khoảng sân phía trước, chúng ta có thể đậu được 4 chiếc xe ô tô. Và cách trục đường chính Hà Huy Giáp khoảng hơn 12-13m. Và tương lai căn nhà của chúng ta sẽ ra mặt tiền, một vị trí rất là đẹp. Và bây giờ Phúc sẽ thông lên tầng thượng để quay cho quý anh chị xem nha. Toàn bộ cầu thang đều được lót đá hoa cương, hoa văn rất là đẹp. Đây là một cái giếng trời để lấy gió và lấy sáng. Khoảng hơn 10 ngày nữa là chủ sẽ hoàn thành xong căn nhà và giao cho chúng ta. Đây, sân thượng thì rất là rộng nha quý anh chị. Đang trong giai đoạn hoàn thiện, đồ đạc còn hơi bừa bộn một tí. Sân thượng thì rất là rộng, nơi đây chúng ta có thể làm một mái vòm che lên để một bộ bàn ghế. Chúng ta có thể uống cà phê hoặc là cuối tuần họp mặt bạn bè, làm tiệc BBQ thì rất là tuyệt vời. Xin cảm ơn quý anh chị đã xem hết video. Quý anh chị nhớ đăng ký kênh để nhận được những thông báo về nhà và đất ở quận 12. Nếu quý anh chị muốn mua nhà hay đất quận 12 thì hãy nhanh tay nhấc máy điện thoại cho Phúc và đưa ra cái yêu cầu mà mình mong muốn. Phúc sẽ tìm những sản phẩm đẹp nhất để gửi cho quý anh chị mua ở hoặc là đầu tư. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video sau.